chưa đăng ký đó. Những cái mặt hàng đó, nó nói cùng phát triển gian hàng đúng không, giúp cho có nhiều đơn hơn, số đơn cũng vậy. Mà những cái mà giống như chương trình khuyến mãi này nọ thì mình vẫn phải đăng ký thủ công. Nó nhắc nhở mình đăng ký mà mình đâu có cần nó phải nhắc nhở đăng ký đâu, bởi vì ở trên cái trang bán hàng của Lazada thì có sẵn hết rồi, cần quá gì mà nhắc nhở. Đó, ví dụ nó nhắc nhở đi, mình đăng ký vẫn là bản thân mình đăng ký, chứ nó không có đăng ký giùm. Rồi nó sửa hiển thị sản phẩm thì nó sửa lỗi. Mà tụi này nó rất là nhập nhằn, rất là mập mờ. Ban đầu họ nói đó là tham nó mô tả cái chương trình VCAM 2.0 đó, là sẽ giúp cho gian hàng phát triển, mong muốn có được nhiều đơn hơn, rồi biết được những cái thứ cơ bản ở trên cái trang bán hàng. Rồi cuối cùng á, xoay qua xoay lại thì tự động nó chỉnh sửa mà nó không hề biết, giống như nó không hề chỉ, giống như chỉnh sửa như thế nào. Quý vị, nếu như mà ví dụ sau này đi hết chu kỳ mà nó hỗ trợ xong, bây giờ muốn chỉnh sửa hiển thị sản phẩm này kia cũng phải đăng ký lại à. Vậy thì bỏ ra 1,5 triệu, tự nhiên đâu có nhận được cái quá gì đâu, không nhận được cái gì, không nhận được bất kỳ một cái lợi ích gì, thấy rất là bình thường, còn tệ hơn lúc mà chưa sử dụng nữa. Khiếu nại nó đúng không, nó cũng không giải quyết, nó cứ hẹn tới hẹn lui, hẹn qua hẹn lại. Giống như hồi tuần trước đi, nó hẹn là mười mấy ngày trước đó, nó hẹn là để nó gọi điện lại rồi nó hỏi rồi sau đó thì sẽ giải quyết. Rồi cuối cùng sau cũng có chục ngày hơn rồi, không thấy nó liên hệ, cũng không thấy nó giải quyết cái gì hết. Mà nó mở cái miệng ra, nó nói hay lắm, sẽ hỗ trợ. Mà cái tụi hỗ trợ đó, nó rất là, cũng không biết là sao, nói chung là tụi nó không có được lịch sự cho lắm. Cần á, giống như á, cái chương trình nó nói là một tuần là hỗ trợ từ 3 cho đến 4 lần, mà nguyên tháng nó hỗ trợ khoảng chừng 3 lần. Tức là nó thay đổi những cái banner á, những cái banner ấy, những cái chiến dịch ở trên Lazada ấy, nhưng mà thực sự ra những cái banner đó nó không hề có một cái tác dụng gì để gọi là thúc đẩy cái traffic hoặc là giúp cho tăng cái lượng chuyển đổi lên đó. Không hề có một tí xíu nào luôn. Đó thì nó tự động nó sửa, tới ngày thì nó tự động nó sửa vậy thôi. Còn á, khi mà thắc mắc nó giống như là đơn hàng, gian hàng phát triển như thế nào, rồi những cái lỗi về hiển thị sản phẩm này kia, tụi nó sửa lỗi, tụi nó vẫn không trả lời luôn. Nhắn tin Zalo tụi nó vẫn không trả lời. Thay đổi 3-4 đứa cũng y chang như một đứa. Cái xong đó khiếu nại đúng không, thì nó nói là VCAM 2.0 là một bộ phận riêng biệt, tức là nó sẽ có một cái bộ phận riêng, không phải là một cái bộ phận chung. Nên là mình khi mà mình khiếu nại trên Lazada thì nó sẽ chuyển cái khiếu nại này đến bộ phận VCAM 2.0, rồi cuối cùng cũng chẳng hỗ trợ được cái con khỉ gió gì. Mà tụi này á, lúc mà tư vấn á, thì nó hay lắm, cửa hàng của mình là đủ điều kiện để tham gia. Mà thật sự ra hầu hết bất kỳ một cái cửa hàng nào đều, cái gian hàng nào trên Lazada đều có thể tham gia VCAM 2.0. Bởi vì cái VCAM 2.0 đó là nó hỗ trợ những thứ mà có rồi, có sẵn rồi. Giống như ví dụ đi, mà quảng cáo như thế nào, rồi nó gửi cho mình cái đường link đó, là cái đường link là ở trên cái trang bán hàng á. Giống như là quảng cáo là gì, làm sao để quảng cáo hiệu quả, cái kiểu giống vậy á, tức là những thứ mà nó có rồi. Nó mang tiếng hỗ trợ thì nó sẽ gửi một cái đường link và nó kêu mình là đọc. Mẹ đọc thì ai không đọc được, ai không tự đọc được. Vậy mà cũng tạo ra một cái chương trình gọi là hỗ trợ nhà bán hàng, hỗ trợ một. Mà đâu phải là một đứa một gian hàng đâu, rất là nhiều, cái chục cái trăm gian hàng một đứa hỗ trợ. Mà nhắn tin của nó, nhắn tin trên Zalo á, nó không hề trả lời luôn, nó không trả